đâu mà nó bực phừng 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 lên hoài luôn nè, thấy không? Đúng đúng đó, đúng đó, con gì ở trơn trơn. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ ra đồng để bắt ốc. Mọi người cùng theo dõi đi với mình nha. Đi nào. Cánh đồng lúa thì cũng ngã vàng hết rồi. Cũng gần chín thì chắc khoảng tuần hai tuần là thu hoạch thôi. Đi kiếm về bắt ốc thôi. Ốc nổi quá trời luôn. Quá trời ốc luôn. Nó về về chứ. Mày bắt biết mấy xô nói luôn. Bây giờ kia bắt nhóc luôn. Mới ngay trong cái ao ở chỗ này nó có quậy quậy nè, có thấy có cá hay không, thấy nước cũng nước đục đục nè, nó gắn gì không, sâu dữ à. Nó có không, ui con cá nhám mà tưởng cá gì, ôi gặp cá nhám đẻ gì quay ổ đây nè, gặp cá nhám mới quay ổ chứ bị đẻ hay sao. Còn phải cái trũng kia nhìn thấy đen đen nữa kìa. Tôi có cá gì mà gắn gì đây. Chỗ này nước nước đục quá trời, không biết có cá kiểu này không. Ủa cái hang gì sâu dữ trời. Sâu không tưởng nổi nổi luôn. Cái gì vậy trời? Hàng lương phải nước nó ội ội lên luôn cái gì á. Mà đào hay là kiếm cây sọt quá. Sâu quá. Hồ hoài không tới đây nè. Hợp tay luôn. Mới vô nhà lấy một cái dao ra để đào thôi. Biết hay là nó sâu thiệt luôn. Gắn cái thấy bà nội luôn. Nè luôn. Quá trời bự.
lưng gì chứ mấy bự vậy. Cứ gắn lên hỏng ngoài nó. Nó cũng khỏi cho nó khô mà. Nước ở đâu nó cứ xì xì ra ngoài. Đào mà quái luôn rồi. Ok. Rồi, mọi người có thấy xem nè. Ở đâu mà nó bực phừng phừng lên hoài luôn nè. Thấy không? Nước ở đâu mà nó cứ xì lên hoài á. Cái hang này lương gì đây nè, càng đào nước nó càng phần lên nhiều ghê vậy. Đúng đó, con gì vậy? Trơn hai tay luôn. Cách tre mọi người ơi. Cá tê còn cá tê vô rồi luôn. Gặp hàng khủng rồi. Đây nè, hết hồn không? Khổng lồ luôn. Đây khổng lồ luôn. Nè mọi người xem nè. Nó giống biết bắt sao nó chết cho mẹ luôn. Dặn ướt cái ướt máy quay hết rồi. Liều mạng đè nó xuống luôn. Ơi. Nó nhìn nào.
này thay đổi, nó được giả ướt mình nảy luôn. Đây nè, hàng khủng chưa, đuối luôn viên cá này luôn á. Rồi giờ bắt không vừa rồi, quá trời cá bự. Cách cá tê vàng tươi luôn nha mọi người. Đây là một con là cái bút bít cái xô luôn rồi nè. Quá trời cá bự. Đó, chắc cỡ 2 ký mấy 3 ký.